Tiếp tục, em Út giao lưu rất vui cùng anh chị em mình trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là lô ba cây kim quýt nha cả nhà. Để em quay từng cây cho anh chị em mình xem lô ba cây quýt nha. Cây đầu tiên, cây này thì hoành 12, cao tầm khoảng 40cm nha cả nhà. Được, cũng ra đầy đủ rồi, anh chị em mình về vào kèm giúp Út nha cả nhà. Hoành 12 nha, cao 40cm. Còn đối với cây này hoành 25 nha cả nhà. Nó có chi cành được hết rồi, anh chị em mình về quýt nha. Hoành 25, chiều cao là 30. Và cái đoạn khúc này là chúng ta về có thể lũa nha cả nhà. Chúng ta có thể thích lại đoạn này đã chết, đoạn này nè, khúc này nó chết nè. Chúng ta có thể lũa hoặc là có thể cưa ngang khúc này, cưa bỏ ngang khúc này hoặc là lũa cũng đẹp đó nha. Đó, hoành 25, cao 30 nha cả nhà. Đó là cây thứ hai nha. Bộ đế cũng tương đối luôn nha chị em mình. Còn cây thứ ba, hoành 15, cao cũng 15cm luôn. Đó, tược đã ra đầy rồi. Ba phôi này thì em Út giao lưu với anh chị em mình 500k nha. Anh chị em nào mà ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà. Ba cây phôi kim quýt nha anh chị em mình, tược đã ra đầy rồi nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà ơi.